anh em, tôi là Soi Tuyết đây. Và hôm nay tôi đã có một sản phẩm nữa rất là hay để muốn review cho anh em. Đấy, nhìn cái hộp này biết chúng ta đến từ hãng nào rồi. ARB Element. Trước đây thì mình đánh giá khá là thấp hãng ARB Element này. Mình coi nó như là hãng súng giá rẻ thôi. Giá rẻ thôi. Nhưng mà đến năm nay thì nó lại khác hoàn toàn với anh em ạ. Nó lại vươn tới một cái tầm trung và thậm chí nó còn cạnh tranh sản phẩm đôi chút còn hơn, nhỉnh hơn một tí so với Wii cơ. Đấy. Và đây là một cái súng khá là hay để muốn review cho anh em. Đấy. Chính là cây AUG A3. Mình rất là thích chơi AUG vì nó là kỷ niệm tuổi thơ mà. Đấy, chúng ta có cái mác này thì nhà sản xuất công bố được 300 viên mác hai cạp về ngón tay. Cây súng hộp bút khá là tử tế đàng hoàng. Cái này chúng ta sẽ thấy được hay các hãng như của EC họ hay đóng gói như vậy. Rồi. Đây là phiên bản AEG. Wow, mày vẫn khéo khéo vẫn đủ trong khung hình. Rồi. Đây, mác của nó đây, cắm nó luôn, khá đẹp. Đấy, gần đủ trong khung hình. Đây phiên bản AEG. Mình thì chơi AUG cũng khá nhiều cây. Mình trước mình chơi cây của Slowwood AEG. Và của cây gì nữa mình quên. Classic Army cũng có AUG thì phải. Hình như mình chơi hai hãng rồi. ARB thì lần này mình mới chơi. Và thực sự là lần này chơi mình đã cảm thấy bị bất ngờ, cực kỳ bất ngờ luôn. Đấy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em tại sao bất ngờ như thế nào. Trước đây cây của Slowwood hay của Classic Army nó rất là phòng phạch. Nó rất là phòng phảnh, nó rất là chán anh em ạ. Nó cầm nó cứ lắc la lắc lư ấy. Còn khi mà cây ARB này thì thực sự nó rất chắc chắn luôn, rất chắc chắn và mình cảm thấy rất là bất ngờ. Mình không tin nổi là ARB họ lại làm với một cái sản phẩm mà chắc chắn như thế này. Đấy. Rồi bây giờ nói qua một chút nha. Đầu tiên là cái mác vừa mình vừa nói rồi. Nó được làm bằng nhựa. Cái súng thật cũng làm bằng nhựa thôi và nó nhìn nó dị khá là hay. Và đặc biệt cái mác này chúng ta tháo cái này ra. Chúng ta có thể dán cái đầy can vào đây. Hình mình in cái đầy can và hình những viên đạn ấy như này này. Đấy, sau đó mình cho vào đây, mình gắn lại thì nó sẽ thành hình những viên đạn nhìn rất đẹp. Cái này thì trước đây mình đã từng làm cho ở cây SIG 551, 553 của GSK cũng như vậy. G36 mình cũng đã làm. Cây này thì chắc chắn là mình nếu có thời gian mình cũng sẽ làm, mình để dán vào đây nhìn cho đẹp. Đấy. Tại vì nó mát nhựa kiểu hơi trong ấy, nếu mà nhìn nó bi thì nhìn nó không đẹp lắm, nhưng mà in tình địa can thì thật là tuyệt vời. Cây A3 này thì cái cảm giác đầu tiên khi mà ôm nó thì nó cảm giác sự chắc chắn. Cái thứ hai đó là nặng, mình không ngờ nó nặng như vậy. Ai cũng nghĩ là cái dòng pump up mà lại còn nhựa thế này thì chắc nhẹ đúng không? Không, khác hoàn toàn luôn. Trước cái cây của Slowwood nó rất là chán, cầm nó còn vặn, nó kêu ọc ẹp cơ. Còn con này thì sốc ấy, thậm chí nó còn nặng hơn và nó chắc chắn hơn cả con GHK cơ. Thế mới lạ anh. Mà giá con này thì rẻ lắm, rẻ ơi là rẻ luôn. Rẻ hơn các cái dòng dòng M4 của SC. Đấy. Súng thì tất nhiên là bản A3 thì nó có thêm cái phần rát này đúng không? Phần rát này bằng kim loại. Đây nữa, rất là kim loại, nguyên khối là kim loại và rất nặng. Thêm quả silencer này nữa. Silencer cũng rất hay luôn, để mình tháo cho anh em xem. Silencer tháo ra. Đây. Nó hai đầu và nó cũng nặng luôn. Mình cân luôn cái silencer cho anh em xem. Có cái phần này này, phần này nó xoáy ra nhá, anh em có thể xoáy được ra như này. Xoáy ra, nó là một cái phần mà mình đánh giá rất là hay, để vì khi nắp vào thì cái outer này, cái inner này nó sẽ được đỡ ở đầu này, đỡ vào đây. Đỡ trong cái lỗ này.
Đấy, đến là khi nó bắn nó sẽ giảm được độ rung. Đấy, đọc cái inner của chúng ta đã 222 gram rồi. Đấy, nó nặng lắm, nặng. Nếu như là một cái những cái vài cái silencer bằng nhôm thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Còn con này thì mình nghĩ để mình test thử xem nó nặng bằng gì. Xem. Nó vẫn là bằng nhôm thôi nhưng mà nó khá là nặng. Rồi, nên khi nắp vào chúng ta sẽ nắp vào đây, nắp như này, vặn vào đây. Đấy, sau khi chúng ta đã vặn cái silencer thật chắc rồi thì anh em lại phải nhớ này, cái chỗ này này, chúng ta sẽ phải vặn cái này nữa vào để nó sẽ giữ cái inner ở trong. Đấy, khi nó bắn thì cái inner này nó sẽ giảm độ rung, và giảm độ rung thì cái đường đạn nó ra nó sẽ chính xác hơn, nó thẳng hơn, nó trụm hơn. Ta thể sử dụng móng tay hoặc là sử dụng một cái tô vít hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao chúng ta vặn được hai cái rãnh này vào. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy được một cái phần inner rất là dài, dài tận đây, từ đây đến đây, đây. Chúng ta thấy là cái hộp cái đường đạn vào đây, đường đạn vào hộp bắp đây, đây chỗ này, từ đây này, cái inner dài từ đây đến đây này, rất là dài, rất là dài. 1, 2 để mình lấy thước đo luôn. Đây, từ đây này, mình nhớ là hơn 50 phân chứ không phải là ít đâu, đúng rồi, 56 phân này, rất dài. Thường những cây M4 nó chỉ rơi được tầm 40 phân thôi. Mình đã mang cây này đi ọp để bắn test rồi. Và cái hôm đi ọp thì mình thấy nó vẫn có nhiều cái vấn đề. Tí nữa mình chia sẻ luôn. Nhưng mà bù lại là cái inner này. Inner này rất là dài, giúp cho đường đạn ra trụ. Cái này là cái móc chốt. Mình có thể nắp được hai bên. À, nắp sang bên này. Đây, hai cái này để chúng ta đeo cái sợi dây 2 điểm. Con này nó rất nặng, con này nặng 3,8 kg và mình nắp thêm cái scope nữa thì nó thành hơn 4 cân. Nhà sản xuất công bố 3,8 kg. Cái mác thì nhẹ không có gì. Cái mác thì nhẹ, mác thì có hơn 100 g. Nhưng mà cái súng của chúng ta 3,7 kg. Với một cây súng 3,7 kg mà rất nặng, nó ngang với những cây AK tầm như AK-12 AIG chứ không phải bình thường đâu. Thế là khi đi off thì nó sẽ hơi bị vướng khi mà mình di chuyển và nó cũng khá là mất sức, nhưng bù lại nếu như bạn chơi dòng pump up bạn quen rồi thì bạn sẽ cảm nhận được cái việc mà cái phần này này, phần thân dưới đây, phần stock này, bạn cứ tì ghi chặt nó vào vai đi, ghi chặt vào vai đi, lắp thêm cái hand grip vào đây nữa, mình cầm xong ghi chặt vào vai thì cái trọng lượng cái súng nó sẽ được gánh vào phần vai nữa, vào vai nữa phần này, thì như vậy thì cái súng nó đầu nó cũng khá linh hoạt. Đấy, súng này thì cũng nắp nhiều phụ kiện vì nó nhiều ray 22mm, như thường là sẽ nắp một bộ scope, một cái bộ scope ở đây. Đấy. Một cái scope với đèn PQE đây, nắp ở đây, nếu như các anh em muốn đèn trợ sáng thì nắp bên này, đèn pin hay PQE nắp hai pin. Còn chỉnh hốp áp của con này thì cũng khá là hay, các bạn kéo này thì mình đã mở ra chỉnh hốp áp, xoay như này. Hộp áp tròn xoay. Đấy. Cũng đơn giản. Súng thì nó chỉ có chế độ kiểu này, gạt vào đây thì chúng ta sẽ là xếp, còn gạt vào đây thì chúng ta sẽ là bắn. Và chế độ bắn thì nó lạ lắm nhá, mình bấm nhẹ thế này thì nó là semi, bấm sâu một chút thì nó là bắn burst, có nghĩa là bắn burst 2 hoặc bắn 3 viên, bấm sâu mạnh nữa thì là full auto. Thế là việc mà anh em mà chơi nhiều, chơi quen và để cảm nhận được cái độ cò của tay mà khi chơi ấy thì nó cũng là một nghệ thuật. Đấy. Để chơi nhiều hiểu cái súng thì các bạn sẽ biết tránh trường hợp là cố siết mạnh quá bắn full auto. Đấy.
ví dụ như nhẹ về 7 này thì nó sẽ sơ mi, thêm một chút nữa thì nó thành bớt, bớt 2 viên, thường là bớt 2 viên. Đấy, kéo sâu nữa thì là full auto. Đấy. Còn những cái bên này lắp thêm những phụ kiện gì thì mình không rõ nữa, vì khá nhiều ray 2mm, đây cũng có, đây cũng có. Mình nghĩ mình cũng chỉ lắp cái scope hoặc cái red dot vào chỗ này, hoặc có thể anh em lắp thêm cái mini RMR vào đây. Đấy, thì có những trường hợp kiểu chúng ta sẽ scope thì lắp dài thế này. Đấy. Còn RMR nhỏ mình lắp ở đây thì khi mình nghiêng ra mình bắn kiểu này. Nó rất là tiện. Tại vì nhiều anh em chơi thì cũng hay lắp thêm những cái ray ngang ấy, ray 4 5 độ ấy, để mình lắp thêm cái mini red dot nhỏ vào đây. Đấy. Ok, để mình lắp cho anh em, demo cho anh em. Rồi, ở đây là mình đã lắp thêm, cầm thêm những cái phụ kiện. Đầu tiên là cái scope. Scope này thì chúng ta sẽ lắp ở bên trên như này. Đấy, như này. Mình cứ để gá như vậy. Scope này có thể có thêm những chụp nữa để lắp thêm vào để cho nó đỡ bị quáng khi nhìn. Khi ngắm mà trời sáng thì nhìn cái cây súng nó sẽ dài hơn, đúng không anh em? Rồi, thêm cái đèn pin. Đèn pin đây. Đèn pin thì mình vẫn chưa tháo cái này ra. Đèn pin chúng ta lắp bên này, lắp bên này được. Đấy, BQE chúng ta có thể lắp bên kia, thường lắp bên cạnh thôi, lắp bên cạnh chứ không lắp bên trên này được. Trên này nó sẽ vướng với cái tầm bắn. Đấy, thế có thể là cái BQE này sẽ lắp bên bên này hoặc bên kia. Đấy. Bên này hoặc bên kia. Thì chúng ta có thể tí bấm cái này để bật sáng đèn. Đấy. Còn bên này thì lắp RMR, nhưng mà nhà mình thì hết cái RMR rồi, nghĩa lắp bên này một cái RMR lắp đây, cái mini red dot nhỏ nhỏ ấy, lắp chỗ này thì như thế chúng ta sẽ nghiêng súng cái thể ngắm ngang. Anh em hiểu đơn giản nghĩa là scope chúng ta sẽ ngắm ở xa, cự ly xa dùng scope, nhưng mà khi chiến đấu ở cự ly gần ấy thì những cái red dot nhỏ nó sẽ phù hợp hơn. Red dot nhỏ sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra chúng ta có thể lắp thêm bộ zoom như này cũng được. Bộ zoom đây. Bộ zoom kiểu như này, lắp như đây. Mình cứ để gá vậy cho anh em dễ nhìn. Đây là đây. Và holo. Holo như này. Khi nào mà chúng ta muốn ngắm gần ấy thì chúng ta sẽ lật cái này xuống, gần như này. Không còn zoom nữa, mình không zoom nữa. Nhưng mà khi mình muốn ngắm xa mình sẽ ấy đây, như này. Thì chúng ta ngắm zoom ra xa. Đấy, nó khá hợp lý. Như này. Nhưng mà phương án của mình thì cơ bản là mình thấy lắp cái scope nó hay hơn thì mình lắp scope này. Mình chọn scope của dòng Sniper. Đấy. Nó hơi to một chút. Còn anh em cũng có thể sử dụng scope đục ngắn. Thì lắp vào nhìn nó hay. Để mình sẽ lấy cho anh em xem cái scope đục ngắn mà nó nhìn nó hiện đại hơn nhiều. Tại sao mình lại nói nhiều phụ kiện? Bởi vì con này nó hiện đại. Nên là việc chúng ta sẽ lắp nhiều phụ kiện mà nó hay hơn. Ở đây mình có thêm một cái scope đột này nữa. Đấy. Đây, như thế này. Bạn thấy hay không? Cái scope đột thì quá đẹp luôn. Quá ngầu. Lắp cái chân nhá, trong hộp có chân. Lấy chân lắp à. Scope đột này đúng là cái sinh ra để cho con AUG này đẹp. Đẹp hơn con này rất là nhiều, đúng không? Đấy, nhìn nó thuôn, phần này to thì nó tương với cái con scope đột phần này to. Xong nó nhỏ dần, đây cũng nhỏ dần. Đẹp, khá đẹp. Nhược mic thêm cái scope này nó quá tuyệt vời. Rồi, đó là những phần liên quan đến phụ kiện mình cũng chia sẻ vậy. Rồi, bây giờ quay lại tiếp với cây súng.
Như dòng AUG là một cái súng mà nổi tiếng của Áo, và bây giờ thì nước Áo và nước Úc thì đang dùng. Đấy. Dòng A3 là dòng mới nhất nên là nó nhìn thấy thiết kế nó khá hiện đại. Dòng A1, A2 thì nó hơi classic, classic. Đây, có cả marking, Arabi nó làm luôn cả marking nhá, stem. Đấy, đây nữa. Đấy. Rất là đầy đủ. Ngay cả GHK cũng không có in marking đâu nhá. Và đặc biệt này, cái phần tay cầm này. Nó làm sần sần sần, cái body của cái này cũng sần 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 sần. Cái này cái ăn tiền nhất mà mình cảm thấy ở con ARB này, mà thậm chí cảm giác sần sần nó còn thích hơn là của cả con GHK. Đấy. Đây nữa. Hai bên cầm sướng lắm, ôm chắc chắn này, vặn không có một chút gì flex đấy. Đấy. Cầm này này, cái gì bạn biết không? Nó là viên BB nó lọt vào đây. Đấy. Và tháo vào dòng này cũng dễ, chúng ta thì có cái chốt đây, đẩy ra một bên, kéo ra thế này, xong rồi rút ra. Đấy. Như vậy thôi. Xem nào, đấy viên BB trong đây, xong nó cho vào súng và nó rơi vào trong đây. Đây là một cái mà yếu điểm của dòng này. Khi bạn đi off, các bạn thì thể tháo làm hai khúc như này, vận chuyển cũng rất là dễ. Đấy. Nguyên cục này rất nặng, kim loại nhá, kim loại cái này cũng kim loại này, cục rất là to. Đấy. Con Slowwood ngày xưa ấy, nó làm cái này bằng nhựa mới khắm, cực kỳ mình không thể chấp nhận được cái vấn đề đấy. Mình đã mua con bởi vì mình rất thích dòng AUG, thế nên mình đã cứ thấy AUG điện là mình mua. Marui thì thôi bỏ qua vì Marui nó nhựa nhiều quá, nó cầm rất là nhẹ, mình không thích. Và nó cũng giá nó khá là cao. Con Slowwood thì giá thì cũng rẻ và hãng thì cũng bảo được 400 fps, nhưng thực sự nó quá chán, quá phòng phành. Còn con này như này, nguyên cái này nó là kim loại nhá. Đấy, thế này là ăn tiền rồi. Xong rồi nó còn có một lớp ở ngoài bảo vệ nữa. Đây cái này nó cũng là kim loại, thế nguyên cái cục nó rất là nặng, cân luôn cái cục nó xem là bao nhiêu cân. Đảm bảo anh em cầm cái này biết thích ngay, thích cái kiểu cân nặng trọng. Con này nặng 2 cân 2 nguyên cái cục này. Đấy, 2 cân 2 cái cục này. Cái này chắc tầm cân rưỡi. À đúng rồi, cân 3, cân 4. Đấy. Cộng dồn thành 3 cân 7. Gearbox thì ở trong đây, bộ gearbox trong đây. Thế này anh em nhìn thấy không? Cái phần inner nó rất là dài. Từ cái hốp áp ở đây, hốp áp từ chỗ này đến tận đây. Đấy, mình đo lại cho anh em xem. 56 phần 57 phân thôi thì cứ trừ đi 1 phân thì vì cái thước nó hơi vòng thì còn 56 phân. Rất là dài, dài khủng khiếp luôn. Đấy là ưu điểm của dòng Pupap. Bằng Pupap, nắp vào thì đơn giản như thế này. Đưa vào. Rồi ok, bây giờ mình lắp lại cái súng như này, hai phần đúng không? Đây sẽ cho vào. Đó, như này. Hai phần thật khít vào nhau. Khít. Chúng ta có mảnh kim loại này đưa vào trong cái trước. Nếu những người mà mới chơi thì việc nắp con này cũng khá là khoai khi phần này rất hay bị kẹt. Đấy. Đây, rất kỹ, nói kỹ cho anh em luôn. Là cái miếng kim loại là đây, như này. Sau đó là phần này mình sẽ đút từ chiều này vào. Chiều này vào. Đấy. Như vậy là được. Đúng chiều mình ấn vào là được thôi, không sợ. Thế là cái súng nó rất là chắc chắn. Rồi từ nãy là khen khá là nhiều, phần thân ok, bề ngoài không chê được. Chỉnh hộp áp chúng ta kéo đây. Đấy, hộp áp chỉnh chỉnh xong để gạt xuống như này.
Có con này có một cái ưu điểm là hôm trước mình bắn thì mình cũng chưa 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 chỉnh hút áp nhiều, thế là đạn nó bị chúi xuống, nó bay ra được tầm khoảng 40 mét thì nó sẽ chúi xuống. Cho nên là phải chỉnh chỉnh hút áp cho nó ok hơn, hoặc là nếu mà muốn xịn hơn chúng ta mua một cái hút áp độ. Hút áp độ con này thì làm theo chuẩn của Tokimarui, có nghĩa là những cái phụ kiện của dòng AG Tokimarui cho con AUG này nắp được cho nó. Tiếp nữa là cái phần nắp pin, thế là phần này cậy ra, nó là cao su mà cứ thích cậy ra thôi, cậy ra pin chúng ta nó có luôn cái cầu chì ở đây, đây là cái cầu chì của cái súng, bộ gearbox ở trong này. Và hay hơn nữa đây, lại hay hơn nữa cho chính là cơ chế thay đầu xoay nhanh. Thì anh em thấy không? À, cái đít của nó này, nó có chỗ này. Đấy. Đây, thay nó xoay nhanh. Chọc tô vít vào, xoáy phát là lấy được lò xo ra. Ví dụ như là mỗi cái map nào anh em bảo chơi này 350 FPS thôi, hoặc là 400 thì anh em chủ động thay những lò xo cho phù hợp. Cái hộp bắp này thì cũng khá là cái phần để pin của nó lại cũng khá là hay. Như thế này chúng ta có thể nắp được pin của dòng AR. Rồi chúng ta cũng thể nắp được những pin vuông của dòng LMG. Đấy, trừ pin AK không nắp được vì pin AK nó quá dài. Thế có nghĩa là cái này nó nắp được tới 3 cỡ pin, pin của AR, pin của SMG và pin vuông của LMG. Trừ pin AK không nắp được thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ nắp pin và bắn test cho anh em xem. Mình đang sử dụng của pin 1002. Dòng này thường là mình nắp cho những cây LMG, nắp cho cây M249. Nó vuông mà. Hoặc chúng ta có thể mua những quả pin to hơn nữa cũng được, tại vì cái chỗ này để nó rộng lắm, anh em nhìn thấy này. Hãng còn rộng thênh thang cơ mà. Bây giờ mình sẽ nắp pin và bắn test đôi FS cho anh em xem. Đây. Cái vật cao su này thì nó cứ ấy thôi, chúng ta cứ ấn nó xuống thôi, ấn sao cho nó hít thôi là được thôi, không phải suy nghĩ gì nhiều. Đấy. Cái tư thế cầm con này rất hay này, chúng ta sẽ tì vai này, và lúc nào cũng trong cái tư thế mình phải kéo cây súng vào vai mình, thì như vậy nó sẽ không bị mỏi khi mà cái phần tay trước phải đỡ. Tay trước có thể cầm chỗ này, mỏi quá mình có thể để tận đây. Đấy. Đây là xếp này, gạt đây là bắn, nó chỉ có hai chế độ thôi. Nếu mà là cây GBB ấy, AG ấy, thì AGBB của GSK ấy, thì nó gạt có ba nấc, nấc xếp, nấc serbi và gạt đây là full auto. Nhưng mà AG nó chỉ có một nấc thôi, đấy, chỉ có một lớp file bắn thôi, đấy, serbi. Bớt và full auto. Đấy, thế vậy thôi. Rồi ok, bây giờ sử dụng đạn 0.2 để đo cho anh em. Nhà xuất công bố là được 400 FPS thì mình thử xem được bao nhiêu. Mình sẽ cố gắng độ cho nó một cái hook up ngon nữa. Tại vì hôm trước mình đi chơi mình chỉ bực mình là cái đường đạn của nó hơi chúi. Tuy là bắn nó cũng khá là xa nhưng mà đường đạn lại chúi xuống 300 viên. Mình có tìm mua P-Mark cho dòng này nhưng mà Mark min cạp cho con này, nhưng mà bực mình là mình không hiểu sao mà nó chỉ làm những cái mác mà được có 3 5 viên, 4 5 viên và 60 viên. Thế buồn cười. V này hơi lâu. Rồi. Ok. Bắn. Bạn chỉ cần nhấc cò sâu hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ bắn burst 2 viên. Đấy.
đấy, tạch 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 là hai viên nó ra đấy. Đấy, cực kỳ hay. Rồi bây giờ là mình sẽ đo FS này cho anh em xem. Nào, với đạn 0.2. 398, nói chung là 400 tầm đấy. Đấy, ôi, đều vết 398 luôn. Đều. 396. Tất nhiên này khá đều, thôi mình cứ làm còn giờ 400. Như vậy là mình thấy rất là ổn nhé. Với cái FPS như này nó rất là ổn và rất là đều. Đấy. Đấy, rất hay nghe âm thanh nó. Và khi mà mình đi off ấy, mình thấy cái ưu điểm của nó là đạn nó, cái tốc độ bắn con này nhanh. Có nghĩa là cái tốc độ nhảy cò và nhạy cò này rất nhanh. À, full auto này. Úi giời, nó tuyệt vời lắm anh em ạ. Mình sẽ cố gắng độ và cải thiện chỉnh cái hộp áp để sao cho cái đường đạn nó đi đẹp nhất. Còn về cái việc bắn hay là ôm cảm giác các thứ thì nó là điểm rất là thích, rất là thích. Ngoại trừ việc nó hơi nặng một chút thôi. Đấy, rất đẹp, rất hiện đại. Và giá của con này thì lại rất là thơm, rất là hợp lý. Nó rẻ hơn những cây dòng AK là AR rẻ hơn. Chắc chắn hơn. G36 thực sự ra phòng phành. G36 thì cũng là một cây súng độc lạ. Nhưng mà nó cũng khá là nhiều nhựa, không thích lắm. Còn con này thì đúng là nguyên cái phần trên này. Và nó là chắc chắn, đẹp, nặng, đẳng. Mình xác định sẽ chơi con này khá là lâu dài. Rồi, đó là gì mình muốn chia sẻ với anh em về cây AUG A3 của Army Adamant. Nhìn chung đây là một cây súng dòng boom bắp khá là hay. Build sản phẩm tốt, lực bắn tốt. Có điều là đường đạn thì cái này thì mình bắn ngoài thấy nó vẫn chưa được như kỳ vọng. Và mình đang order một cái hộp up xịn về mình thay cho nó. Và mình, tại vì hôm trước mình không có nhiều thời gian mình chỉnh hốp áp cho nó. Đấy, hôm nào mình sẽ có thời gian thảnh thơi hơn, mình sẽ chỉnh hốp áp cho nó và mình sẽ bắn test thử xem cụ thể là sau khi chỉnh hốp áp thì cái đường đạn nó có đẹp không. Tại vì nguyên tắc là đường đạn nó đẹp nó phải bay thẳng này, sau đó nó vọt lên, nó cong vọt lên thì nó là đường đạn đẹp. Còn con này thế này xong nó chúi xuống. Đấy. Với 400 FPS thì bắn đạn 0.25 thì là hợp lý. Hay, rất hay. Rồi, đó là gì muốn chia sẻ với anh em về cây AUG A3. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.